cái đám dư luận viên mà hiện tại bây giờ gần 10.000 thằng dư luận viên ở trên mạng đó, nó thua. Nó thua là tại vì sao? Nó không có đủ lý luận. Nó phải đấu với lại thằng VN10TV. Mỗi ngày dư luận viên nghe cứ đi theo N10TV hoài. Cái livestream của đài truyền hình quốc gia Nguyễn Phú Trọng phát biểu có 30.000 người coi à. Thằng Huy nói 300.000 người coi. Hoặc là những cái bài tại vì người ta nghe cái đúng. Chứ không phải là tài giỏi. Nhưng mà dư luận viên á, nó có một công thức một à. Nước Nga vĩ đại, bao que đu càng. Chưa có chuẩn, nhìn cái mặt thằng này xấu quá. Ở bên Mỹ không biết nói tiếng Anh. À, dân Mỹ nói chuyện Việt Nam chi, lo chuyện nước Mỹ đi. Nước Mỹ cũng có lũ lụt kìa. À, nước Mỹ cũng đóng thế chích mẹ luôn, Việt Nam không có thuê đó. À, dân các nước về Việt Nam tránh dịch đó, đại khái như vậy. Ăn mày quá khứ khát nước, bao que đu càng phục quốc, nó hết rồi. Nó có nhiều đó, nó xào tới xào lui có nhiều đó, nó không có cái gì hết. Nó thí dụ như bây giờ dư luận viên phải lên một cái bài à, ngồi nói chuyện như Huy cãi lại thì nó không làm chuyện đó, tại vì nó biết khi mà nó ra nó tranh luận á thì nó sẽ làm không lại, thành ra nó chơi cái chiêu du kích chiến và cái tần suất được là copy bắt lại. Nó chưa biết rồi mà nó quýnh N10TV không áp phê, nhưng mà quýnh khác có áp phê nha, chửi tục, nói tầm bậy tầm bạ. Nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Ô thằng Huy này cái miệng méo méo giống miệng đại khái như vậy, hay gò má cao mặt thỏ mỏ dơi. Mà tính hồi tôi lúc tôi đương hình ông Hồ Chí Minh 1938 né hết, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Đu càng làm neo mẹ đâu có gì đâu, nhưng mà trong khi đó mày Việt Cộng, cái xứ Việt Cộng tự nhiên mẹ cái nước người ta không có gì hết, xứ Việt Cộng iPhone 14 đồ ra đồ mới làm ào 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 đồ thấy ghê lắm. Mẹ không có cái gì quan trọng hết đó. Mà cái chuyện quan trọng thì không làm.